Hôm qua mình chích đến nay 5 giờ mình vớt trứng nha bạn. Này lội lại đi, dở qua tàu dừa ra chết mẹ. Kéo ra. Dở cái lưới này lên luôn đi cho dễ. Từ lội tiếp này, dở tàu dừa ra luôn. Để đi, tại vì chiều mai chích nữa. Mà ông vớt lên nên truyền trứng xuống đi thằng. Đổ qua cho dễ. Ít nước thôi, giữ à, miếng nước thôi. Nhiều nước không biết vợ. Chút mấy ông còn vớt nữa mà. Để làm ăn giữa rồi. Ít nước thôi. Ít nước luôn. Đây ghế. Không sao. Để chứ nhiêu đổ bỏ nước đại hết đi ra đi. Nhiều trứng. Nước ít thôi. Lấy vợt bự đi vớt cho mau ha, này nhiều lắm ha. Trứng vớt nhẹ cho nên tư ơi. Đừng trao, vớt nhẹ nhẹ như thật vậy đó. Nhẹ. Chứ anh nãy là thấy chưa? Thôi cái vô cá nữa. Trời ơi, vớt cái vớt chút xíu gì. Đổ trên rồi hả? Ờ nó nổi trên rồi mà. Trứng chồng ha. Trời còn cái vật bự nữa anh hai không chịu lấy vớt cho mau. Cái vật bự cái đó đó nhiều lắm, trứng nhiều lắm. Chưa thấy nó vậy được. Anh đi lấy. Kiểu ít nước thôi để chìm ra trứng nè. Cho anh chìm cái ghế cho ông để là con gà. Để lên ghế. Tại cá là chích tới giờ là đẻ nên mình phải vớt buổi khuya. Nhiều bồn à. Này chắc ba bồn mình. Này ba bồn mới được ha. Vớt ngày hai cử mới hết. Vớt vậy mà chưa thấy xi nhê mà. Thấy trứng hình thật. Nhóc kêu không? Vừa mấy góc im im. Ừ nhẹ nhẹ vậy đó. Mới hết trứng. Thì trứng này nổi trên không à, không sao đổ đại đi chút mình còn ấy nha, lụm cái nửa ký đó. Tôi đổ bớt đi ha, xíu đại đi thử ăn nửa ký.
đang đổ lại dưới đó đi, rác lắm, đổ ngoài đứng bỏ ngoài nghe đi, bỏ ngoài lại bỏ sao không không, không nhúng không. Nhúng nước lại rồi anh ấy đi này để lại đi ngồi cho lắm được đây đứng cái đụng cát nha. Rồi thì trứng của mình đã ấp được 3 bồn nha các bạn. Thì chiều nay trứng nở mình sẽ liên hệ khách hàng ha. Thì hiện tại trại mình cũng chuẩn bị chích thêm nữa nha, trứng cũng chích thêm mấy mẻ nữa. Thì anh em nào mà có nhu cầu có bột ha thì liên hệ Việt nha. Thì hiện tại là Việt có tuyến đường đi ngay Hồng Ngự và đi ngay Mang Thất Vĩnh Long. Anh em nào trên cái tuyến đường đó có muốn lấy bột á thì điện Việt, hoặc giả là anh em nào có cần nhu cầu 1-2 triệu bột á thì có thể điện thoại Việt để Việt sắp lịch nhận tại trực tiếp trại nha, sẽ nhận trực tiếp của trại mình. Thì mình có thể anh em nào sắp xếp đã chích vaccine được rồi á có thể đi đến trực tiếp nhận được á thì liên hệ Việt ha. Thì Việt xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video, các bạn có nhu cầu gì cứ liên hệ số 0982552054 nha. Mình nhắc lại 0982552054 ha. Thì anh em nào có gì thì xem thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ video Việt. Có mọi thắc mắc thì về buổi livestream sau thì Việt sẽ trả lời cho các bạn ha. Rồi Việt xin phép hẹn gặp lại các bạn video lần sau.